Hello, chào mọi người, chào mừng mọi người lại quay trở lại với kênh YouTube về câu chuyện của mình. Thì vẫn nối tiếp cái series Long Vương Chiến kỳ 35 nhá. Thì lần này mình sẽ làm trận thứ tư. Thì nói qua ba trận trước thì Fuji đang dẫn trước tỷ số 2-1, mặc dù là Hirose là người mở tỷ số trước. Thì trận thứ tư này thì Fuji sẽ có lợi thế khá là lớn khi mà anh được cầm tiên đi trước, còn Akito sẽ phải đi sau. Thì nếu như mà giành chiến thắng vào đấu này thì Fuji sẽ có một cơ hội rất là lớn để bảo vệ được thành công danh hiệu Long Vương của mình. Còn lại thì Hirose buộc lòng là phải thắng trận đấu này nếu như anh không bị áp lực ở trận đấu thứ năm. Thì hai bên vẫn sử dụng một cái cơ khá là quen thuộc, đấy là đôi cung hai cánh biến đổi tượng. Thế đây thì mình sẽ không nói nhiều về khai cuộc, tại vì hai người đi khá chuẩn xác. Chủ động gần như từ nước thứ nhất đến nước thứ 40, hai bên là chủ động phát triển quân này, đưa bạc ra giữa này, nhảy mã này. Chỉ khác một chút là nếu như mà quân vàng bên tay phải của Fuji vẫn đứng khá là thấp ở ô 48, thì quân vàng bên tay phải của Hirose đứng cao lên ô 63 để có thể bảo vệ tốt ở vị trí 74. Ngoài ra thì hai bên còn một điểm chung nữa, đấy là con vua hai bên đều chuẩn bị nhập thành. Thì sau khi phát triển hết quân xong thì hai bên chủ động tấn công, thì Hirose để tốt lên 6 năm trước để dụ tốt mình lên để có thể ăn mã lên. Thì thay vì ăn mã thì Fuji cũng nhảy mã lên ô 45 để tấn công bạc được vị trí 33, bạc chạy về ô 42 này, tốt lên này, tốt lên ô 44. Thì ở đây thì ăn mã lên tốt ngay thì cũng không ổn nhá, tại vì sau khi đội quân này mã bạc ăn vào mã này, bạc lên này thì xe tay có thể thả tượng 5 năm tấn công đôi xe và thương. Xe chạy ở đây không quan trọng lắm, tại vì tượng xe và thương đến đây thì Hirose sẽ không thể nhập thành nữa nhé. Nên là anh chủ động là đẩy tốt lên 4, vừa để tấn công mã này và vừa để cả đường chéo ngắm con thượng chỉ 1-1 nếu như mà Fuji vẫn nhất quyết thả tượng. Thì sau khi tốt đẩy lên để có mã, tốt đẩy xuống 64 dụ vàng lên, thì sau khi vàng lên này thì ngay lập tức là Fuji thả tượng 71 ngay để tấn công xe. Nhưng mà mục đích quan trọng nhất thì vẫn là tấn công tốt vị trí 53 đây. Thì con tốt này bây giờ đang tốt yếu nhé, tại vì con vàng này nó không có bằng con tốt này nữa, nên là bây giờ con tượng này có thể kết hợp mã đây tấn công tốt vị trí 53, bù lòng Hirose phải qua xe 52 phòng ngự. Và sau đấy thì Fuji điều đi khá là chuẩn, đây là anh thả ngay tốt ở vị trí 62. Thì mục đích ý, không hẳn là để đẩy xuống ô 61 cấp, mà để cản không cho con xe chạy về ô, chạy ngược lại cánh phải, và bây giờ con tượng lại thoải mái đẩy xuống ô 82 phong cấp, đúng không? Thì ở đây thì hơi khó để có thể ngăn cho con tượng phong cấp, kể cả có một thả tượng 93 thì khi mà làm điều này không không ổn lắm, tại vì sau khi đổi như này có thể thả tượng 82 được. Xe ăn qua không trọng, tại vì chỉ tượng và mã thôi. Nên là Hirose chấp nhận là để Fuji có thể phong cấp cho tượng ở nước tiếp theo. Anh ăn con mã 45, ok, tượng xuống 82 phong cấp này, vàng xuống 63, thu hẹp đội hình lại, và tượng và thượng ở 91. Lưu ý là chưa thể phong cấp cho tốt hơn nhất, tại vì xe sẽ không có tượng. Đây là ăn thường trước. Ok, thì sau khi tự ăn thương này và tốt này. Và đây thì nhận xét qua một chút về cái hình cờ này nhé. Thì mặc dù là hai bên vẫn đang là như nhau, không có ai hơn ai cả. Nhưng mà Fuji sẽ dễ chơi hơn khi mà anh có một con tự dấu khá là mạnh ở 91. Và ngoài ra thì con xe của anh ấy nó mạnh hơn một chút so với con xe của Hirose đứng ở vị trí 52, do nó có nhiều tầm hoạt động hơn. Con xe ở vị trí 52 của Gotei nó khá là yếu, nó chỉ có đúng ô để đi được ô 51, rất khá thụ động, kể cả khi mà Hirose chạy được số 51 nhá, tự dầu có thể thoát xuống ô 82. Đến đây rất là khó, Gotei có thể đưa con xe ngược lại cánh phải để tấn công vào cánh phải của Fuji, nên là Fuji sẽ dễ thở hơn rất là nhiều so với Hirose. Nhưng mà ngược lại thì Akito vẫn có một chút lợi thế nhất, đấy là có nhiều quân hơn trên tay. Hai con tốt này, một con mã, một tượng này, xong một con thương thì thả nó hơi khó, nhưng mà ba con trên tay của Hirose có thể thả và gây bớt còn nhiều hơn.
tiếp này, sau khi bà vào tốt nhé, tôi đã độ 3 năm. Thì ở đây thì Fuji có khá nhiều sự lựa chọn, anh có thể ăn tốt lên, anh có thể chạy vô vào trong. Nhưng mà nhận thấy là có một chút ô trọng ở cột 3 của 4 của cột T nên anh chủ động để tốt lên. Thì nếu như mà ăn tốt lên thế này thì có thể thấy là còn rất nhiều khoảng trống, đặc biệt là ô 34 44 của cột T đúng không? Anh có thể thả, thậm chí có thể thả thương luôn. Nên là Hirose nhận ra điều này nên là anh không có ăn tốt lên, thế nên là anh vừa bảo tự 42 phải độ 43. Tốt là ăn vào tốt này. Thì ở đây thì bà có thể ăn vào tốt nhé. Và trước khi làm điều đấy thì Hirose chủ động ăn tốt ở 46 trước. Tạm một úy đe dọa trong tương lai để là đẩy tốt xuống 47 để có thể phụ cấp chẳng hạn. Nhưng mà Fuji vẫn đang có lợi thế tấn công hơn khi mà anh là người duy nhất ở đây đang có một mục tiêu khá rõ ràng, đấy là cột 2. Thì ngay lập tức anh thả thương ở 27, đưa thêm con nữa phòng ngự, à đưa thêm một con nữa tấn công vào cột 2 của Hiroze. Thì sau khi mà thương được thả nhé, đến đây thì bù lòng là Akito phải suy nghĩ khá là cẩn thận. Nếu như mà anh vẫn muốn đẩy tốt này xuống này, để dĩ nhiên vàng lên được, tại vì mình kia thả tượng bạn ăn về và anh thả mã ở khoảng năm tấn công bạc. Thường nếu như mà anh vẫn muốn đi theo cái hướng đi này thì anh sẽ sai, tại vì Fuji để không quan tâm và vẫn tiếp tục đẩy tốt lên ô 24. Thì ở đây thì nếu như mà mã và bạc tôi đang xuống sẽ không có thời gian vàng, tại vì bên kia sẽ ăn tốt phân cấp và vàng ngay chiếu. Cho dù bạc ăn về sẽ ăn qua hay là vua ăn lên thì cũng không ổn. Bạc ăn về thì đơn giản đẩy thừa xuống hai cấp để chiếu vua này, vua chạy để ăn vào bạc này. Sen qua thì có thể ăn xe thẳng xuống mã thôi. Đến đây thì một con xe rồng rất là mạnh xuất hiện ở cột hàng thứ nhất của Akito, và đến đây thì gần như là không có cách nào để phòng ngự cả khi mà con vua này đứng kẹt giữa con tượng rồng con xe rồng. Còn nếu như mà ăn vua lên vẫn vậy thôi, tôi xuống 33 cấp mã ăn lên thì thả tốt ngay. Đến đây thì vẫn không giúp gì nhiều lắm đúng không? Còn nếu như mà ở đây sen qua thì đơn giản ăn thương thẳng mã đây, vua chạy thì có thể thả vàng ba bạn tấn công xe. Ở đây thì một sức ép rất là lớn ngắm vào xe này, đồng thời ngắm con vua được cột 4 của T đúng không? Rất là khó khi mà bước vào thẳng, nếu mà bước vào thẳng của cái này thì Hirose gần như là không có cơ hội nào cả. Còn nếu như mà ăn thương thì sao? Nếu mà ăn thương ấy cũng có thể ăn tốt trước thôi. Đến đây thì vàng ăn lên thì sẽ ăn vào đây, sẽ ăn vào phòng cấp. Cái vấn đề ấy là không thể thả tốt chặn được, tại vì bên kia sẽ thả mã ngay tấn công đôi bạc của vàng, và Hirose sẽ mất một trong hai con này. Còn nếu như mà chạy nhá, thả tốt vào 23, thả mã thì có vẻ không ổn lắm, tại vì ăn thế này thì bên kia sẽ thả thương ngược lại đúng không? Thả tốt và tạm thời thì mặc dù đến đây thì Hirose vẫn có thể chạy vàng được, nhưng mà nhìn nhìn hai con tốt đang ám sát rồi ở cột hai của bà này thì sẽ rất là khó để chơi, nên nên là việc là đẩy tốt xuống ở đây rồi thả mã ở đây nó không thực sự là hợp lý lắm, nên là Hirose chủ động là thả mã trước, thả mã này để tấn công vàng đồng thời kiểm soát ô 28 để trong tương lai là mà nếu như mà Fuji đẩy tốt lên ấy, ăn được con tốt ở 23 thì có thể thả tốt ngược lại 28 để đóng cột ở 2 lại. Cái vàng xuống này tốt lên ô 86, ví dụ bên kia ăn tốt lên hoặc ăn bạc lên. Nếu mà ăn tốt lên thì sẽ xuất hiện một cậu trong ô 87 đúng không? Để thả tốt tiếp vào đây để dụ vàng ăn lên. Nếu mà ăn bạc lên thì không hợp lý nhá, tại vì bên kia sẽ thả tượng 666 thành công đôi thường và tốt ở 87, tạo cơ hội cho Hirose có thể phản công. Nên là Fuji vẫn mặc kệ có tốt ở 86, thế đấy là anh vẫn cương quyết để tấn công cột 2 của phía Gote. Thì sau khi tôi để lên ô 24 này, tôi lên này, tôi ăn xuống này, tôi thả 28, ok, xe chạy qua tấn công một lại mã của Gote. Tôi đang xuống phong cấp nhé, vàng phải ăn lên.
Và đây đây tốt để số 7 phẩm cấp. Nước linh này nó không giúp gì nhiều, thì bạc thì được ăn về. Và tốt là thả vào tầm 6. Có thể thấy là cô T khá là nỗ lực trong việc là tạo một số khoảng trống ở cánh trái của Fuji đúng không? Để có thể thả tượng tấn công. Thì đây thì như mình đã nói, nó ăn bạc lên thì không ổn. Tại vì bên kia sẽ thả tượng 6-6 ngày, tấn công đối thường và có tốt ở trung tâm. Nên là bộ lòng là Fuji phải ăn vàng lên. Và đến đây thì Hiroji vẫn có thể tiếp tục cái xếp, cái là thả tốt cho tháng 5. Vàng chạy về. Thì có thể là thả tốt ở 28 chẳng hạn. Nếu mà đợi chị thả tốt 28 chẳng hạn, nếu mà vàng lên thì thả tượng ở 48. Tăng công đôi là xe với cả tốt đây, bộ lòng bạn qua đâu mã ăn vào này. Tấn công tiếp tục, tấn công đôi xe với cả bạc. Ở đây thì xe chạy thế này, nếu mà làm thế này thì ít nhất thì Hiroji sẽ có một chút cơ hội đúng không? Để thả bạc, thả vàng số 7, ít ra thì Hiroji sẽ có thể gây sức ép. Ngoài cái nước nếu mà trong trường hợp mà khỏi vàng lên nhé, xe lên nhé, nếu mà xe lên ấy, thì người thả tượng vào số 7 rồi, bây giờ con vàng này không còn nào bảo vệ. Dĩ nhiên là không phải chạy vàng đúng không? Nếu mà chạy vàng lên đây thì có thể thí vào đây chẳng hạn. Bạc ăn về thì thả vàng tiếp vào đây. Và ít ra thì nhiều gì mà dùng mất còn mất tượng, nhưng mà anh sẽ vẫn có cơ hội. Nhưng mà hơi tiếc là thay vì làm điều đấy, đấy là tiếp tục cái sức ép, thì anh lại đi mất đi hơi phí, đấy là anh rút xe về O51 tấn công con tượng rồng. Có lẽ Hiroji rất là muốn đưa con xe này quay trở lại trận đấu đúng không? Con xe này yếu quá. Nhưng cái vấn đề là sau khi tượng rồng rút về O82 thì đây là một đi rất là phí phạm, tại vì con xe này, mình đã nói ngay từ khai cuộc là con xe không thể quay trở lại được cánh phải, cánh trái của Fuji để thể tấn công vào cánh trái của Fuji. Sau con tượng rồng này rất là mạnh, nó kiểm soát được tất cả những cái ô ở trái 71 này, 81 này, 91 này, nên là đây một đi rất là phí phạm. Thì sau khi tượng rồng rút về nhé, mã lên cố gắng là tấn công đúng không? Nhưng mà thực ra còn đây mới đi cũng khá là bẫy, nếu như bạc thì không rút về đây được, tại vì mã xem là tốt phong cấp. Nếu mà chạy bạc lên xuống 68 thì có thể thả tốt vào 88 này, vua à, không phải thả tốt, nhầm, không phải thả tốt 88 mà thả tượng ngay vào ô 66. Một nó đi vẫn khá đơn giản đúng không? Tấn công thường đồng thời ngắm tốt được 7. Và ít ra thì Hiroji sẽ có cơ hội để phản công. Còn nếu mà rút đưa bạc lên 66 thì có thể đây mới là thả tốt được 88. Nếu vua ăn vào thì sẽ thả tượng ở ngay hậu phương, là thả tượng 68 tốc độ và tốt bạc chạy thì ăn vào đây. Thì ít ra thì đây thì Hiroji sẽ có cơ hội đúng không? Tại vì một con mã cấp này, một con tượng ở đây thì cũng sẽ gây một chút phiền toái dành cho lớp phòng ngự của Fuji. Nếu mà chạy mã thì cũng vậy thôi, để xuống vua phải ăn qua đây, thả tượng vào số 8. Có lẽ Fuji đã tính toán hết những biến này, nên là thay vì chạy bạc thì anh chủ động tiếp tục tấn công vào cột 2, thả tốt vào 22 này, tượng thả vào 35 tấn công tốt này, đồng thời là loại bỏ thường đây. Ok, tôi là mã nhưng mà Fuji vẫn có thể ăn vào mã để chiếu này, vua chạy. Và đây thì Fuji sẽ có hai lựa chọn, một là anh bảo vệ tốt đây như là lên bạc 66 chẳng hạn, hai là anh tiếp tục tấn công, thì Fuji vẫn nhất quyết tấn công. Ok, tốt thủ cấp chạy xuống ô 22 này, tấn công vàng này, tượng ăn vào tốt 57. Thì trông như là Fuji đi sai đúng không, tại vì giúp cho bên kia có thể phân cấp cho tượng, đồng thời là chiếu vua ngắm con xe đây. Nhưng mà sau khi bạc rút về nhé, thì có thể thấy là Hiroji mới là người gặp rắc rối. Nếu như mà anh ăn xe thì tốt phong cấp sẽ là vàng chiếu, bạc ăn về thế này thì vàng ăn qua. Đây thì đúng là Hiroji có một con xe trên tay thật, nhưng mà rất là khó có thể thả đúng không, không có chỗ nào để có thể thả tấn công cả. Ngoại có lẽ ngoại trừ thả vào đây tấn công được tự dùng với cả con vàng ở đây.
Nhưng mà làm thế này thì cũng không giúp gì nhiều lắm. Khi mà bên kia có thể xuống thường là để tụ công bạn Fuji vẫn là người có thể tấn công trước. Nên 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 là hiểu dây bộ lọc là phải không sẽ và ngoài ra nhé, ngoài ra mà nếu mà đổi thế này thì không có gì tặng cho Fuji thêm con tượng để tấn công, tại vì nếu mà để ý vị trí hai con tượng rồng con xe, con tượng rất là con tượng rồng là mạnh hơn đúng không, do nó nhiều nước đi hơn con xe này, nó hiếu, nó chỉ có tầm 3 nước đi thôi. Đổi nếu mà đổi như thế này thì Fuji sẽ đổi con xe rất là yếu lên con tượng trên tay có thể thả, nên là buộc lòng là hiểu gì không được phép đổi. Nếu mà đều đổi này thì anh sẽ thiệt, nên là anh sẽ phải đi một nước đi khác. Thì nhận thấy con thương ở đây nó khá khó chịu nên là Akito ăn tượng rồng về thương. Nhưng mà nước đi này, một loạt những cái nước đi vừa rồi trả giảm cách sẽ bị trả giảm một con vàng. Và rõ ràng mất một con vàng đây thì lớp phòng ngự của Hiroze sẽ yếu đi rất là nhiều. Thì sau khi bà ăn về nhá, tiếp tục thảm bại ở vụ 4. Cơn ác mộng của Hiroze vẫn chưa kết thúc. Ok. Có thể chạy bạc nhưng mà thay vì là anh thả tốt 3-1. Nhận thấy là con tượng rồng đây nó khá là mạnh, nó vừa bảo vệ ô 4-2 này, vừa nhìn con bạc ở đây, nên là Fuji chủ động tự dòng về để dụ Hiroze đổi tượng. Thì Hiroze đã sau một suy nghĩ là anh có định đổi tượng, nhưng mà rất là tiếc cái nước đổi tượng này làm nó đi sai lầm, và cái sai lầm này khiến cho trận đấu bây giờ nghiêng hẳn về phía của Fuji. Tại vì rõ ràng là anh vẫn nên giữ con tự dòng đây, tại vì nó có hai vai trò, một là tấn công phòng ngự đúng không, anh có thể đơn giản là thường nữa để vẫn có thể giữ được con tượng rồng trên bàn. Nhưng mà khi đổi thế này, thứ nhất là anh mất con tượng rồng còn gần như là mạnh nhất trên mặt cờ của anh, cái thứ hai là anh không còn bảo vệ đồ bốn hàng nữa, và Fuji có thể thoải mái thả tốt này dụ vào lên đến đây thì bạc ăn lên. Và tại sao cái nước thả tốt ở 4-2 là muốn đi khá là hay, tại vì khi mà vua lên đấy thì Fuji trong tương lai có thể thả vàng 4-3, 3-3 để có thể dụ bên kia đổi bạc. Và khi mà quân cờ duy nhất đang, thực ra có hai con cờ đang bảo vệ con vua đúng không, là con bạc 5-3-4 và 3-2, thì nếu như mà mất nốt con bạc 3-2 ấy, thì rất là khó có thể chơi tiếp. Thì sau khi bạc lên tượng rồng này xe qua cố gắng tấn công đúng không, nhưng mà không 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 đủ. Thì sau thì Fuji đơn giản thả tượng 24 thôi, thì có sao nữa thả tượng 24 thì kỳ thủ Hiroze Akito quyết định đầu hàng. Không còn gì nhiều để chơi, nếu mà anh chạy vua xuống 41 thì có thể thả vàng 42 chiếu hết. Còn nếu như mà chạy lên thì để tổng số này chiếu này đồng thời tấn công bạc này, vua không ăn lên được tại vì thả vàng và bán năm là hết cỡ rồi. Bạc phải lên đúng không, nhưng mà tôi sẽ thí thẳng vào bạc, vua ăn qua sẽ ra mã đến đây thì đến đây thì không có gì nhiều để chơi, con bùa này đang bơ bơ của mình, con xe này quá là mạnh, trên tay của Fuji có một con mã, một bạc, một vàng. Lưu ý vẫn còn một con bài mã ở đây nha, kiểm soát được khá ô. Đấy là trường hợp mà bùa chạy nếu mà thả thương thì cũng vậy thôi, ăn vào bạc ăn lên tự ăn vào giống hệt cũ. Nếu như mà cố gắng chạy như kiểu là xuống chân nào xuống 42 chẳng hạn thì có thể thả tốt tiếp, và 43 vua không thể chạy xuống 51 được tại vì xe sẽ ăn thẳng 31 chiếu đúng không, nên còn tệ nữa, thậm chí còn hết cờ trong tương lai gần. Còn nếu như mà ăn bạc về thì có thể thả vàng 33, vua chạy thì bạc, còn cố gắng chạy tiếp cũng không được tại vì như đã nói xe có thể ăn tốt, xuống tốt chiếu. Nên đây thì vua vua I mean, vừa chạy luôn, có thể đổi thẳng xe luôn được. Đây thì, đây chỉ khác một chút là ở đây thì vua vẫn bơ vơ, nhưng mà thay vì bơ vơ cánh phải thì bơ vơ cánh trái. Đây thì không có gì nhiều để chơi cả. Và có lẽ là Hiroze tính hết cái biến này nên là anh quyết định đầu hàng luôn khi mà Fuji thả tượng 24 triệu. Có thể nói là một trận đấu rất là hay của Fuji. Gần như là bắt đầu từ Trung Quốc trở đi là anh
tấn công rất khá là dồn dập và Hiroze như là không có cơ hội nào để phản công cả. Vua của Fuji từ đầu trận đấu cho đến cuối trận đấu rất là an toàn, còn như không gặp bất cứ một trở ngại nào cả. Thì cũng với cái chiến thắng này thì kỳ thủ Fuji đang tạm thời dẫn trước kỳ thủ Hiroshi Akito với tỷ số là 3-1, một khoảng cách cực kỳ an toàn, và chỉ cần ở trận thứ 5 thôi Fuji thắng thôi thì danh hiệu Long Vương Chiến sẽ ở lại với Fujisota. Thì phần phân tích video của mình đến đây cũng sẽ phép được kết thúc, và mình sẽ gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.